Bật lửa đu bông sơn mài đen khắc chữ đu bông D36. Bật lửa đu bông D36 được yêu thích với lớp sơn mài độc đáo, chất lượng vượt trội. Màu sắc sản phẩm là một trong những yếu tố được quý ông quan tâm nhất. Màu đen cũng là màu được lựa chọn nhiều nhất, cũng là gam màu dễ phối hợp với trang phục nhất. Màu đen bí ẩn luôn mang lại vẻ thu hút kỳ bí nào đó đu bông D36 được phối màu tùy chọn viền vàng hoặc viền bạc tạo sự nổi bật cho sản phẩm. Đu bông là một trong những mẫu bật lửa mang đậm chất hoàng gia được yêu thích và mong muốn sở hữu nhất. Hộp quẹt ca đá nguyên khối cực chất các mẫu đu bông luôn được làm từ hợp kim thép nguyên khối sản phẩm không hàn kỳ trong quá trình sử dụng phần sơn mài không bong chóc không bay màu lên tới vài năm đu bông là một trong những mẫu bật lửa mang đậm chất hoàng gia được yêu thích và mong muốn sở hữu nhất mang một hơi thở một phong cách phong trần mạnh mẽ có thể nói là cực ngầu cho những ai sở hữu chúng thiết kế độc đáo các họa tiết chứ đu bông tinh xảo ở giữa mang lại sự hoàn thiện cao sản phẩm ambe bán ra luôn được kiểm tra chất lượng trước khi giao tới tay khách hàng trên toàn quốc bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, Ambe còn hỗ trợ nhiệt tình và dài hạn trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Bật lửa đu bông luôn là lựa chọn tuyệt vời cho những quý ông chất chơi nhất, sự mạnh mẽ, phong cách, bụi trần và đậm chất đấng nam nhi. Anh nào kết sản phẩm này hãy để lại số điện thoại dưới phần bình luận. Các anh muốn biết thêm thông tin của sản phẩm, hay vào trang web ambe.vn, đánh vào ô tìm kiếm D36, để biết thêm thông tin hình ảnh của sản phẩm. Hoặc để tiết kiệm thời gian các anh hãy gọi đến các số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Mã sản phẩm là D36. Cảm ơn các anh đã xem hết video. Hẹn gặp lại các anh trong những video lần sau.